Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu với tranh ngành cô gái mặc một chiếc váy từ những chiếc hình như chiếc lá nha. Cùng bắt đầu tô màu với mình nhé. Mình sẽ tô mái tóc màu vàng. Chiếc váy mình sẽ tô màu xanh lá cây kết hợp với beige.
bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh hiện chân dung cô gái mặc một chiếc váy lá màu xanh lá cây và có mái tóc màu vàng. Các bạn có thể tham khảo tông màu. Hôm nay mình tô màu nha. Video của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha.